Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị. Đón Xuân Giáp Thìn, một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý các bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích. Thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri cảnh báo, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đại hạn liên tục ập tới, nợ nần triền miên không trả nổi, vì 4 tháng âm lịch này, xem ngay để biết cách hóa giải, bảo toàn tài lộc. Quán vô thường để làm chi, để ta biết quý giờ ngày tháng năm, quý nên gieo xạ thiện lành, hãy hành chuyện tốt cứ làm điều vui, quán vô thường chẳng để chơi, mà để biết thật kiếp người gang tay. Còn vào ra hơi thở này, thương yêu chưa đủ chớ gây oán thù, quán vô thường để mà tu, thoát ra mộng ảo xa mù khổ đau, có gì tồn tại bền lâu, hài lòng thỏa chí rồi sau có còn. Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ, có câu danh ngôn rằng, trời cho ta giàu sang sung sướng để chiều chuộng ta, để cho ta dễ làm lành, trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài giũa ta, để cho ta bền gan vững chí, quả thật là như vậy, trong cuộc sống muôn màu vạn trạng, lúc thì cho ta may mắn để ta làm điều mình muốn, lúc lại gửi đến ta khó khăn để thử thách lòng người và trên đời, mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, có người thì giàu sang, kẻ lại nghèo hèn, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Bước sang năm Giáp Thìn năm 2024, tất cả mọi người đều mong mình có một năm mới tốt đẹp và có nhiều may mắn. Khi xem tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 cho thấy, trong năm Giáp Thìn sẽ có một số tháng bản mệnh gặp nhiều may mắn, hợp thời, hợp mệnh mà làm ăn tấn tới gặt hái vô số thành công. Nhưng bên cạnh đó là lại có những tháng đại hạn, phải nhận những tin chẳng lành, biến động khôn lường nếu không cẩn thận chú ý, còn khiến đại họa giáng xuống đầu, hung tinh ập đến, tiền bạc không cánh mà bay, nguy cơ mất trắng, bệnh tật kéo đến không kịp trở tay. Vậy, đó cụ thể là những tháng nào, vận trình của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, sẽ diễn ra như thế nào và cách hóa giải vận hạn ra sao, để công việc hanh thông, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, gia đạo bình an, tinh thần hạnh phúc, thì xin mời quý vị cùng đón xem video ngày hôm nay và đừng bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào nhé. Video ngày hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Đầu tiên là đặc trưng tính cách làm nên một Ất Tỵ thông minh, sắc sảo, nhạy bén với thời cuộc. Thứ hai, tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 đầy đủ trên các phương diện cuộc sống. Thứ ba, tuổi Ất Tỵ sẽ gặp phải những tháng xui xẻo nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn, lộc lá ùa về và đâu là tháng tốt của Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn để phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn. Thứ tư, ngũ hành tương sinh, tương hợp trong phong thủy cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thứ năm, nhân sinh cảm ngộ và những bài học cuộc sống. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Giới tiên tri cảnh báo tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đại hạn liên tục ập tới, nợ nần triền miên không trả nổi vì 4 tháng âm lịch này. Xem ngay để biết cách hóa giải, bảo toàn tài lộc. Đầu tiên, đặc trưng tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Sự kết hợp giữa hành mộc của can với hành hỏa của chi mang lại cho Ất Tỵ sự hấp dẫn đặc biệt, giống như ngọn đèn phát tín hiệu, họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn. Ất Tỵ có thể trở thành những nhà diễn giả tuyệt vời, hành mộc cũng mang tới cho họ sức mạnh và sự vững vàng, họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt, tính tình ngay thẳng. Sự chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này, khát khao sự ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng, Ất Tỵ sẽ làm hết mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền. Khôn ngoan, thận trọng, phán đoán tốt và biết đánh giá chính xác giá trị của sự vật, họ sẽ là những nhà đầu tư giỏi. Ất Tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức, họ không tích cực bảo vệ mình như các tuổi Tỵ còn lại. Trong chuyện tình cảm, rắn gỗ khá ổn định và lâu bền, họ có rất nhiều bạn bè, được gia đình yêu quý và cũng yêu thương chăm sóc những người này hết mực.
Tuy nhiên, rất hiếm khi Ất Tỵ sử dụng lời khuyên của những người thân này, họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Tuổi Ất Tỵ có can Ất thuộc hành Mộc, trong tương chi sinh Tỵ, năm sinh thuộc hành Hỏa, nên thế hệ này tiềm tàng một nền tảng căn cơ phúc đức lớn lao, thường gặp may mắn và vinh hiển. Nam tuổi Ất Tỵ có một lộc cách, nên duyên với tài sản lớn, số tụ tài, một đời không thiếu tài lộc, dễ trở thành đại phú đại quý. Ất Tỵ là người dễ giao tiếp, năng động sôi nổi và hơi ồn ào. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt quan điểm này cho người khác. Con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục bạn rằng ý tưởng của khoa học vượt trội so với điều bạn đề xuất. Người tuổi Ất Tỵ có một sức hút kỳ lạ. Sự cuốn hút đặc biệt của họ được toát ra từ chính con người họ. Sự quyến rũ và tài năng ăn nói thuyết phục khiến họ rất có tiềm năng phát triển nếu đi theo nghiệp chính trị. Vì cuộc đời phải chịu nhiều khổ cực, nhưng phúc lộc cũng đủ đầy, họ thường được lợi, được người khác phái giúp đỡ. Nếu theo con đường học hành, thì khả năng thành công lại càng cao, nhờ có trí tuệ nên làm gì cũng thuận lợi hơn, vạn sự tiến hành theo chính đạo, thì tất được cát lành. Tuy nhiên, dù chọn lựa nghề nghiệp nào, thì con giáp này cũng nên cố gắng hết sức mình và đạt được những thành quả đáng nể phục. Người tuổi Ất Tỵ có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì họ sẽ không thay đổi, không dao động, mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn, họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm tới bất cứ điều gì. Nhưng kỳ thực, nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, thậm chí cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tuổi Ất Tỵ là người trọng nghĩa khí, nhờ thế mà họ có không ít bạn bè sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, cá tính cố chấp bướng bỉnh, có lòng tự tôn rất lớn, thích độc lập, tự chủ, cũng rất cố chấp, bảo thủ. Nên họ luôn có chính kiến của mình và không thích nghe lời góp ý của người khác. Đôi lần họ gặp phải rắc rối và thị phi bởi tính cách này, đây là một thói xấu mà người này nên sửa đổi. Nam mạng tuổi Ất Tỵ có một cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy được đầy đủ nhưng hay gặp nhiều lo lắng, thời tiền vận cũng có ít nhiều sóng gió. Về hậu vận mới công thành danh toại, được hưởng an nhàn, nam giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 85 đến 90 tuổi, bất lợi đối với họ là dễ mắc các bệnh về mắt, đau đầu, mất ngủ, khắc mẹ, không hợp với vợ cho lắm. Cuộc sống nên dĩ hòa vi quý và luôn nhường nhịn nhiều hơn thì gia đạo sẽ được thêm phần tốt đẹp. Cuộc đời Ất Tỵ nữ mạng tuy thời trẻ nhiều muộn phiền vất vả đôi lần, nhưng chung và hậu vận vô cùng suôn sẻ thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện. Ít khi họ gặp phải rủi ro và trắc trở, nếu gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè giúp đỡ, người thân quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 80 tới 89 tuổi, nếu làm được nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Phần 2. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm 2024. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm Giáp Thìn được đánh giá là có khởi sắc hơn so với năm Quý Mão 2023. Trong năm Giáp Thìn, tài lộc của con giáp này được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được, lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng tới như vậy. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Về phương diện sự nghiệp, người cầm tinh con rắn được ngôi sao tốt lành thiên cơ phù hộ, do đó có thể tạo ra bước đột phá cá nhân trong sự nghiệp. Bắt đầu từ tháng 3 âm lịch, song trong công việc vẫn có hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi, tiểu nhân treo trên đầu, dẫn tới tai bay vạ gió. Chính vì vậy, cần cẩn trọng và cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng trong mọi việc, tránh đưa ra quyết định vội vàng. Trời phú cho người tuổi Ất Tỵ không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình mong muốn, đặc biệt tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu có đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Với người đang làm ăn, kinh doanh, sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Riêng với người làm công ăn lương, thì bạn luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới, bạn sẽ được tăng lương, tăng thưởng là điều dễ hiểu. Cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều. Nhìn chung, người tuổi Ất Tỵ chỉ cần làm tốt công việc hiện tại của mình thì sẽ chẳng có gì đáng ngại về tài chính trong thời gian tới. Về phương diện tiền bạc, tài chính, người tuổi Ất Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài, thứ tài trong năm, sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này,
nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, tuổi Ất Tỵ cần chú ý trong các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ bị đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài, đặc biệt bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, người kinh doanh cần cẩn thận trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Về phương diện sức khỏe của Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn cũng không thực sự lý tưởng, bản mệnh cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, rất hại cho sức khỏe của bạn, đặc biệt, sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương tiện công việc, tranh chấp, kiện tụng pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã hay bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi tham gia các hoạt động có thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo, tình cảm vợ chồng không có mâu thuẫn nào quá lớn, chỉ cần luôn biết tôn trọng lẫn nhau thì sẽ êm ấm cửa nhà. Trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu dựa trên tác động của các yếu tố như can chi ngũ hành tháng. Sau đó chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Ất Tỵ sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, sẽ gặp nhiều tai ương vận hạn khi nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây nhé. Đầu tiên là tháng 7 âm lịch, nguyệt lệnh nhâm thân. Bước sang tháng 7 âm lịch, áp lực về công việc sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tháng này, đòi hỏi Ất Tỵ phải có tâm lý vững vàng để vượt qua mọi sóng gió. Bạn có thể không thoải mái với những quy định, luật lệ đặt ra sẵn, dễ có tâm lý phản kháng hay lách luật để làm theo ý mình. Tuy nhiên, sự tùy hứng đó có thể đem lại cho bạn nhiều rắc rối hơn bạn nghĩ. May mắn là có tả phù giúp đỡ, nên có những niềm tin mới được xây dựng, xóa bỏ được những quan điểm sai lầm. Từ đó bạn có thể rút ra kinh nghiệm cho mình rằng, trong quá trình trưởng thành, bạn cần thường xuyên kiểm tra lại để xác định những niềm tin lạc hậu và những thói quen tiêu cực khác cần loại bỏ. Khác hẳn với sự nghiệp, đường tài vận của tuổi Ất Tỵ rộng mở, nếu người tuổi Ất Tỵ biết lắng nghe, nắm bắt cơ hội sẽ có thể thu được lợi lớn về mình. Với những ai đã và đang kiên nhẫn tích lũy kiến thức, thì lúc này có thể hành động để gặt hái những thành quả đáng mơ ước Ất Tỵ nhé. Thế nhưng đó chỉ nên là hành động nhỏ mà chắc chắn sẽ tốt hơn cho bạn trong lúc này. Bởi nếu để thỏa mãn lòng tham mà dồn hết tiền bạc cho một thương vụ lớn thì rất dễ mất trắng vì khả năng kiểm soát số tiền này đang nằm ngoài khả năng của Ất Tỵ. Hướng vượng là hướng Tây Nam và hướng Bắc, màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen. Tiếp đến là tháng 8 âm lịch, nguyệt lệnh Quý Dậu. Tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ khá là xấu, thuộc trong top con giáp xui rủi nhất khi mà ngũ hành của nguyệt lệnh không ủng hộ, dẫn đến vận khí suy yếu, làm gì cũng vất vả, đặc biệt đầu tháng thất sát gặp khắc chế, công việc, chức vụ cũng chịu nhiều sự cạnh tranh. Cuối tháng kiếp tài lâm suy, tình cảm cũng đối diện với nhiều vấp ngã đau đớn, nhưng mà may mắn được quý nhân tam hợp sẽ giúp bạn cải thiện vận mệnh, đồng thời tướng tinh và kim quý thần hộ, phù hộ cho công việc ít nhiều cũng được thuận lợi hơn. Trên phương diện sự nghiệp, công việc cạnh tranh kịch liệt, có kẻ tiểu nhân hãm hại, muốn kê cao gối ngủ cũng khó trong giai đoạn này, hợp tác làm ăn không suôn sẻ ngay từ đầu, cẩn thận khi chọn đối tác làm ăn. Tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Ất Tỵ, tài vận kém sắc, chi vượt quá thu, thường xuyên gặp trục trặc về tiền bạc, khó tránh khỏi tình trạng phá tài do tiểu hao hung tinh gây ra, kinh doanh buôn bán ngày càng khó khăn. Lúc này là lúc bản mệnh cần tập trung vào phát triển chất lượng sản phẩm, tạo dựng uy tín vững chắc thì khách hàng sẽ tự tìm tới nơi, làm ăn kinh doanh mới lâu bền được. Sức khỏe của cô bác Ất Tỵ cũng có dấu hiệu đi xuống, căng thẳng, áp lực chính là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, con giáp này cần tìm cách giải tỏa càng sớm càng tốt. Vận trình tình cảm của tuổi này khá rối ren và xảy ra nhiều biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt, vấn đề xuất phát từ cả hai phía nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương mà không xem lại bản thân mình. Hung vận lấn át cát vận, nhưng trong tháng vẫn le lói cơ hội xuất hiện quý nhân và các kết tinh đến để trợ mệnh khiến vận trình của bạn tươi sáng hơn. Con giáp này hãy chăm chỉ làm việc, đừng ngại di chuyển hoặc nhận những nhiệm vụ khó, bởi bạn càng tháo vát, nhạy bén, nhiệt tình bao nhiêu thì càng tạo được thêm ấn tượng tốt với người khác, khiến lãnh đạo đánh giá cao và quý nhân để ý. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu và làm điều mình thích, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Hướng vượng gồm có hướng Tây và hướng Bắc, màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen.
Tiếp theo là tháng 10 âm lịch, nguyệt lệnh Ất Hợi. Tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ được coi là con giáp mất nhiều tiền nhất khi đại hao tọa mạng. Theo đó, nửa đầu tháng bạn gặp khá nhiều vất vả. Do ngũ hành nguyệt lệnh Mậu Thổ không ủng hộ, may là thực thần gặp vượng nên vận mệnh tuổi Ất Tỵ bình an hạnh phúc. Trong tháng 10 âm lịch này, người tuổi Ất Tỵ còn có điểm về chuyện ăn uống, hay được mời, tài hoa nở rộ nên tài nguyên vô cùng lớn. Nhưng cuối tháng, Ất Mộc tọa mạng, vận thế người tuổi Ất Tỵ suy thoái, thiên ấn lâm hãm địa, ngụ ý có điểm mất tiền, chi tiêu vào sửa chữa rất nhiều, bản tính tự phụ, ỷ lại, khiến vận khí đi xuống nhiều. Song bản mệnh còn cần phải thận trọng trong vận khí tương xung, mang nhiều điểm tiểu nhân phá hoại, thị phi điều tiếng gièm pha, lưu ý tránh xuất hành xa tới những vùng sông nước, đồng thời cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh vạ miệng tiếng, dễ dẫn tới những ảnh hưởng sự nghiệp hoặc tình cảm gia đình. Hướng vượng là hướng đông nam và đông bắc, màu may mắn là màu hồng và màu xanh. Tháng 11 âm lịch, nguyệt lệnh Bính Tý. Tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ nằm trong top con giáp không được thuận lợi trong tháng. Đầu tháng nguyệt lệnh không che chở, khiến thiên tài tinh lâm hãm địa, dẫn đến cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ có nhiều vất vả, chi tiêu lãng phí, chỉ ham làm ham chơi. Đây sẽ là khoảng thời gian đầy rẫy những khó khăn đối với người tuổi Ất Tỵ. Bạn cần phải xác định tinh thần cho mình để không đầu hàng trước nghịch cảnh, không khiến những công lao trước đó của mình đổ sông đổ bể. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh sẽ lạc mất phương hướng của mình, công việc bộn bề có thể khiến bạn cảm thấy bối rối, không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Có một số người cảm thấy bất mãn với hoàn cảnh hiện tại của mình nên sẽ có những suy nghĩ muốn từ bỏ để mọi việc được đến đâu thì đến. Phương diện tài lộc cũng không xuất hiện điểm sáng trong thời gian này, bạn phải đối diện với sự cạnh tranh, giành giật khách hàng của đối thủ. Chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường, bạn dễ rơi vào cảnh bế tắc, dậm chân, khiến doanh thu có dấu hiệu sụt giảm, chính tài cũng lâm suy vận. Ngụ ý trong nhà gặp nhiều chuyện phiền não, đặc biệt là mâu thuẫn của bạn với người lớn trong nhà ngày một sâu sắc, tâm tình kém, hay mất ngủ. Sức khỏe đi xuống nhiều, may nhờ tử vi cát tinh xuất hiện vào cuối tháng, báo hiệu mọi chuyện sẽ tốt dần lên, thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ, có khó khăn cũng được quý nhân xuất hiện trợ giúp. Bản mệnh nên tìm thêm hướng đi mới, vì thời điểm này cách cũ của bạn không còn hiệu quả nữa, cứ chăm chỉ làm việc, ắt cuối tháng sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Hướng vượng là hướng đông nam và tây nam, màu sắc may mắn là màu vàng và màu trắng. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ cũng sẽ có cơ hội làm giàu trong năm Giáp Thìn. Xem tháng phát tài của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 dưới đây nhé. Đầu tiên là tháng 4 âm lịch, nguyệt lệnh Kỷ Tỵ. Tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ, đại cát, đại lợi, vạn sự hanh thông. Đầu tháng Kỷ Kiên thần ban tặng cho người tuổi Ất Tỵ năng lực làm việc và xoay sở tài tình, nên mọi mặt sự nghiệp đều vô cùng tốt. Cuối tháng thực thần gặp vượng địa che chở, vận trình tình cảm rực rỡ, gia đạo êm ấm hòa thuận, con cái công việc làm ăn khấm khá, cũng khiến bạn yên tâm hơn. Đồng thời nhờ hưởng phúc đức từ tổ tiên, tháng này người tuổi Ất Tỵ gặp nhiều chuyện cát lành, do đó nếu gặp phải chuyện bất lợi thì người tuổi này cũng có thể kỳ vọng việc chuyển hung hóa cát. Hướng vượng là hướng tây và đông bắc, màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Tháng 5 âm lịch, nguyệt lệnh Canh Ngọ. Tử vi tháng 5 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ cũng vô cùng may mắn, khi mà nguyệt lệnh và tinh tú đều đồng loạt ủng hộ bạn. Đặc biệt, đầu tháng thiên can canh kim tọa nguyệt lệnh sinh vượng thiên tài gặp cát, nên sự nghiệp có điểm thăng tiến, cuối tháng lại được tam hội giúp sức. Công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, bạn gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, đối phương có thể cho bạn sự giúp đỡ hữu ích mỗi khi bạn vướng phải khó khăn. Hơn nữa, với tính cách chủ động, dám nghĩ, dám làm, bạn sẵn sàng thử thách bản thân ở những nội dung mới, từ đó tìm ra phương hướng và cách làm việc phù hợp với mình. Trên phương diện tài lộc, tử vi tháng 5, năm Giáp Thìn tuổi Ất Tỵ âm lịch cho thấy rằng mọi việc đều tiến triển rất đều, các mối đầu tư trước đó của bạn dần thu được lợi nhuận nhất định. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định hơn. Thậm chí đôi bên có thể nghĩ tới việc mở rộng quy mô hợp tác. Bên cạnh đó, Thái Dương cát tinh che chở, người tuổi Ất Tỵ nên gần những người là nam giới thì sẽ được hỗ trợ nhiều. Theo đó, Thái Dương cát tinh vốn đại diện cho nam mạng, dương khí mạnh nên những người nam sẽ mang lại may mắn cho mệnh chủ. Hướng vượng là hướng tây và đông bắc, màu may mắn là màu trắng và màu vàng. Tháng 6 âm lịch, nguyệt lệnh Tân Mùi.
Tử vi tháng 6 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ khá may mắn và thuận lợi, dù cho không có các tinh che chở, nhưng mệnh chủ không mâu thuẫn với nguyệt lệnh. Đồng thời ngũ hành cung mệnh lại được tiết khí bảo vệ, nên được xem là con giáp may mắn nhất trong tháng 6. Theo đó đầu tháng tương quan sinh vượng, cho thấy người tuổi Ất Tỵ sẽ không dễ dàng thỏa mãn với hiện tại, bản mệnh sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, phá vỡ kỷ lục của chính mình, cùng với tính cách mạnh mẽ và một lòng đi theo chính nghĩa, cũng được mọi người yêu mến và quý trọng. Cuối tháng kiếp tài sinh vượng, nam mạng hào hùng quyết đoán, dám làm dám chịu, nữ mạng anh minh khí chất, phiêu du tự tại, được sự ủng hộ của các thần. Công việc bản mệnh diễn ra trơn tru thuận lợi, mưu sự dễ thành, đầu xuôi đuôi lọt, nhưng có dịch mã tác động, nên người tuổi Ất Tỵ muốn thành công thì cần phải chăm chỉ, bận rộn hơn rất nhiều. Hướng vượng là hướng đông và đông bắc, màu may mắn là màu trắng và màu xanh. Tiếp theo là tháng 9 âm lịch, nguyệt lệnh giáp tuất. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ nằm trong top con giáp may mắn thứ nhì, dẫu rằng tháng có hành thổ vượng, nhưng lại là dương thổ, nó mang tới rất nhiều nguồn năng lượng cho mạng hỏa, theo đó đầu tháng do tân kim làm chủ, nên vẫn có nhiều khó khăn, chính ấn gặp bất lợi, ngũ ý công việc nhiều thử thách, cuối tháng tỷ kiên lâm vượng, ý chỉ công việc tiền bạc có bạn bè họ hàng bằng tuổi giúp đỡ và tiểu hao tọa mạng cũng khiến bạn tổn thất chút ít về tiền bạc. Đồng thời trong tháng gia đạo của người tuổi Tỵ tháng này cũng nảy sinh các vấn đề, hoặc có chuyện buồn phiền nên cần cẩn trọng hơn trong vấn đề này. Hướng vượng là hướng Tây và hướng Đông, màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Tháng 12 âm lịch, nguyệt lệnh Đinh Sửu. So với tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, tháng này vận trình tuổi Ất Tỵ khởi sắc hơn hẳn, do được quý nhân tam hợp phù trợ, công việc cuối năm gấp gáp hoàn thành. Bản mệnh làm việc hăng say, việc gì cũng xử lý ổn thỏa, đảm bảo tiến độ. Vì thế mà sự tín nhiệm từ cấp trên và cấp dưới dành cho bạn đều tăng, tài vận ngày càng khởi sắc. Thương quan tuy có mang tới một vài áp lực cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng mang tới cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Tuổi Ất Tỵ làm nhiều hưởng nhiều, kinh doanh có lộc trời ban, tiền tiêu dùng rỉnh. Tháng mà Ất Thổ lâm đất mộc dục ở Sửu, báo hiệu tình cảm tiến triển thuận lợi, gia đạo bình ổn, mọi thành viên hòa thuận, cùng nhau quây quần, dọn dẹp nhà cửa, chào đón năm mới. Về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ không phải lo lắng nhiều, bản mệnh thể trạng tốt, ít bệnh tật nghiêm trọng, ốm đau cũng nhanh khỏi. Có điều tháng có lộc về ăn uống, chú ý một số vấn đề về da, nhiệt miệng nóng trong do tiệc tùng rượu bia quá nhiều. Hướng vượng là hướng Đông Bắc và hướng Tây, màu sắc may mắn là màu vàng và màu trắng. Vâng, thưa cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, con người sống trên đời quan trọng nhất là sức khỏe, có sức khỏe mới có khả năng làm được mọi việc. Nếu chỉ có tiền bạc và địa vị mà không có cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Người càng lớn tuổi, sức khỏe càng quan trọng. Khi ốm đau bệnh tật, nếu con cái hiếu thảo có thể ở bên chăm sóc, nhưng nếu gặp phải con cái bất hiếu thì phải làm sao đây? Nếu có sức khỏe thì chí ít cũng tự chăm sóc được bản thân mình mà không trở thành gánh nặng cho gia đình, con cái. Tình yêu tuổi già tuy không còn lãng mạn hay nhiệt huyết như thời còn son trẻ, mà thay vào đó là tình thương, sự thấu hiểu và cảm thông. Không gì hạnh phúc hơn khi cả hai cùng đi với nhau đến cuối con đường đời. Có lẽ vì thế mà người ta luôn nói tình yêu tuổi già là thứ tình yêu đáng trân trọng nhất. Vì đã trải qua bao sóng gió, vẫn sánh bước bên nhau, cho nên về già tốt nhất là có người bạn đời bên cạnh. Để khi cô đơn còn có một bờ vai để tựa vào, khi buồn chán có người để trò chuyện, con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Khi về già, gặp rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của mình, không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, vậy nên phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão, ít nhất là đủ để đáp ứng nhu cầu bản thân. Bước vào tuổi lão niên, phải biết nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mình một cách thích hợp, uống cà phê hay trà ngon ăn, ăn những món ăn mà mình thích, mặc những bộ quần áo mình ưa, đi thăm thú đây đó khi còn sức khỏe, gặp gỡ giao lưu với bạn bè, tạo niềm vui cho mình. Nghỉ hưu là giai đoạn tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho bản thân và ở bên gia đình sau những năm tháng vất vả. Tuy nhiên, cần tránh làm bốn điều này nếu không muốn tuổi già trở nên khốn đốn, sức khỏe sa sút, tinh thần bất an. Thứ nhất, vận động tập luyện quá sức. Theo các chuyên gia, việc vận động, tập luyện thể dục thể thao với người già rất quan trọng, bởi lúc này, các chuyển hóa chức năng từ nhiều bộ phận, cơ quan trong cơ thể đều bị suy giảm. Đặc biệt là hệ thống cơ xương khớp của người già không còn dẻo dai, vậy nên việc vận động và tập luyện sẽ giúp cơ thể bền bỉ, tăng cường khả năng chịu đựng, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cải thiện cholesterol. Tuy nhiên, người cao tuổi sức khỏe không được tốt như người trẻ, nên không nên vận động quá sức và liên tục trong thời gian dài.
Người già cần tham khảo chế độ vận động và tập luyện phù hợp với sức khỏe, không nên tập thể dục quá thường xuyên, đặc biệt là những bài tập có những động tác khó với cường độ cao. Người già nên vận động và tập các bài phù hợp với thể trạng, điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe, hỗ trợ kích thích hệ tuần hoàn máu thông suốt, tăng sức chịu đựng của tim mạch. Thứ hai, không giao lưu cùng bạn bè, người thân. Sau khi về già đã nghỉ hưu, người già vẫn cần duy trì các hoạt động giao lưu xã hội, bởi nếu chỉ ở trong nhà cả ngày, ít giao tiếp sẽ không tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Người cao tuổi nên thường xuyên tới thăm người thân, bạn bè, hoặc người cao tuổi có thể cùng bạn bè uống trà, đánh cờ, trò chuyện. Đây là cách giúp tinh thần thư thái hơn rất nhiều và là hoạt động giúp não bộ không ngừng tư duy, tiếp nhận những điều mới. Thứ ba, can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Để cuộc sống gia đình hạnh phúc, tuổi già an yên, người lớn tuổi cũng cần hạn chế can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái. Bởi những đứa trẻ đã lớn, có cuộc sống và suy nghĩ độc lập, con cái không thích bị kiểm soát hay bị gò bó trong khuôn khổ. Vậy nên, nếu cha mẹ cố gắng kiểm soát quá mức cuộc sống của con cái ắt dẫn đến xung đột, xích mích, ngay cả khi điều đó xuất phát từ ý tốt, nhưng các con vẫn coi đó là sự can thiệp không cần thiết. Hơn nữa, người già không nên can thiệp quá nhiều, không quyết định, kế hoạch hay công việc gia đình riêng của các con cũng giúp tuổi già vui vẻ hơn. Thứ tư, thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử. Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ hiện nay, nhiều người ở độ tuổi 70 cũng sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng, máy ảnh. Điều này không xấu, vì công nghệ làm thay đổi cuộc sống, mang đến nhiều điều thú vị và tích cực. Các thiết bị góp phần làm cuộc sống của chúng ta trở nên nhiều màu sắc hơn. Tuy nhiên, người già cũng cần chú ý hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, bởi chúng chứa bức xạ và khi sử dụng liên tục trong một thời gian sẽ gây những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hơn nữa, việc nhìn quá lâu vào màn hình cả ngày sẽ làm suy giảm thị lực, gây ra những căn bệnh không tốt về mắt. Bên cạnh đó, mỗi tối khi đi ngủ, hãy tắt hết các thiết bị điện tử và đặt xa giường. Điều này sẽ giúp người già nghỉ ngơi tốt hơn, tránh bị đánh thức bởi những tiếng ồn phát ra. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.